Rồi, hiện tại mình chuẩn bị tưới một cái loại thuốc trong tháng này cho cây. Nếu anh em quan tâm đây là thuốc gì, mời anh em theo dõi tiếp cái video sau đây ha. Mến chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Trung và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để chăm sóc cây mai vàng trong tháng 4 âm lịch. Như ban đầu các bạn thấy thì mình ở đây có một cái thùng thuốc mình mới vừa pha xong và chuẩn bị tưới cho những cái cây mai của mình. Vậy thì thuốc này là thuốc gì? Xin thưa các bạn, đây là thuốc trị tuyến trùng rễ ha. Rồi, ở đây mình đang sử dụng cái loại là Oligamax. Cái loại này là loại chuyên trị tuyến trùng rễ. Thì bình thường mình xài Tevigo các bạn. Nhưng mà hôm nay ở cái khu vực của mình á, nó không có bán Tevigo nên mình mua luôn cái loại này. Khi mà các bạn mua, mình mua loại trị tuyến trùng rễ thì loại nào cũng được. Những cái loại thuốc kia thì nó dạng như là nó có thương hiệu nên nó đắt tiền hơn ha. Còn nông dân thì gọi là thuốc nào nó cũng tương đối, nó na ná với nhau thôi. Nó sẽ có những cái hoạt chất khác nhau nhưng mà vẫn để trị cái con tuyến trùng. Rồi, vậy thì tuyến trùng là gì? Rồi, ở đây mình có một cái cây nó như vậy nè. Cái lá các bạn nhìn giống như là thiếu chất dinh dưỡng vậy ha. Nhưng mà mình đã bón phân tưới nước đầy đủ hết, phun thêm vi lượng ha. Bón phân tưới nước, phun thêm vi lượng, trị nấm, trị đồ các kiểu rồi mà nó không hết. Thì mình nghi ngờ đây là bị tuyến trùng rễ. Vũ ra xem thử ha. Thường tuyến trùng rễ nó sẽ biểu hiện như vậy ha các bạn ha. Tức là nó sẽ dạng như là nhìn như là cái cây nó thiếu dinh dưỡng vậy, nó bị suy vậy đó. Sau một thời gian sau là nó cứ vậy hoài, mình làm cách gì nó cũng không có tốt hơn. Các bạn dễ nhìn nè, đúng như mình đoán luôn, các bạn thấy không? Đây nè, đó, cái rễ nó bị u sần lên như vậy, cục lên ha. Thì đây là bệnh tuyến trùng. Bệnh tuyến trùng rễ này nó làm cho cái rễ nó bị u sần lên và nó mất cái chức năng, nó mất cái khả năng hút dinh dưỡng ha, làm cho cái cây mình nó suy kiệt từ từ và nó chết. Cây nãy nha. Thì bệnh này biểu hiện nó chỉ vậy thôi, tức là mình vô tình mình thay đất mình mới phát hiện, hoặc là cái cây các bạn thấy nó tự nhiên nó suy, tự nhiên giống như là nó thiếu dinh dưỡng vậy, trong khi mình bón phân đầy đủ hết và bắt đầu là mình nghi ngờ thì mình nhổ lên kiểm tra. Thì thường thường á, đến cái lúc như vậy á, là nó quá muộn rồi các bạn. Cây mình nó không còn sức sống nữa. Nếu mà bây giờ mình cắt rễ, mình cắt hết á, nó thường thường nó sẽ tấn công vô những cái rễ nhỏ ha, cái rễ tương đối nhỏ nhỏ như vậy đó. Những cái rễ lớn là nó chưa có u lên nổi, nếu mà u lên rễ lớn là coi như thua rồi đó. Thì khi mà mình cắt hết những cái rễ nhỏ nè để mà mình trồng lại á, cái cây mình á, nếu mà nó đang khỏe mạnh á, nó có thể nó phát triển lại. Còn đối với những cái cây này á, là nó suy một thời gian dài rồi mình mới bắt đầu mình phát hiện ra và mình cắt lại thì coi như là nó rất khó phục hồi ha, nên là mình phải ngừa trước cho nó chắc ăn đó. Các bạn tham khảo ha, bệnh tuyến trùng rễ là nó sẽ u sần cái rễ lên như vậy, nổi cục lên ha. Rồi anh em mua mai trên mạng cũng để ý ha, nếu mà thấy cái mai mà về xả bầu ra mà rễ cám nó u vậy là coi như là bị tuyến trùng rễ là thua nha. Rồi vậy thì tại sao mà tháng này mình mới đi tưới cái ông này? Là tại vì á, một năm mình sẽ tưới một lần. Như là tháng trước á, mình đã tưới cái Trichoderma để nó ngừa nấm rồi, và cái tuyến trùng nó cũng là một dạng như nấm. Thì mình tưới cái này trong tháng 4 âm lịch để giúp cho cái cây nó phát triển nhanh hơn ha, và nó ngừa con tuyến trùng. Tại vì khi bị tuyến trùng rồi á thì rất là khó trị. Bình thường bị tuyến trùng á thì anh em hay chia sẻ là mình sẽ cắt hết cái phần rễ bị tuyến trùng đi và bắt đầu mình ngâm thuốc, rồi xong rồi mình tưới kích rễ rồi mình trồng lại. Nhưng mà các bạn ơi, khi mà mình phát hiện ra con tuyến trùng, hầu như là khi lá nó bắt đầu, cây nó suy, nó vàng lá, mình chữa tới chữa lui hoài không được, mình mới nhổ cây lên, mình kiểm tra thì mới phát hiện ra con tuyến trùng. Lúc đó cái cây của bạn nó rất là suy rồi, nó yếu lắm rồi, nên cái việc mà dâm ủ lại để cho cái cây nó phát triển lại và nó hồi phục lại, đó là một điều gần như là không thể các bạn nên chúng ta ngừa trước là tốt nhất. Và tháng trước mình đã tưới cái Trichoderma, tháng này mình tưới thêm cái thuốc ngừa tuyến trùng để đảm bảo cho cây của mình không bị tuyến trùng rễ ha. Tại sao mà tháng 4 mình mới tưới? Tại vì tháng 4 là bắt đầu mùa mưa. Cái nước mưa nó rơi xuống, nó đem theo dinh dưỡng, nó làm cho cái những cái con nấm ở trong á, những cái nấm mốc vi khuẩn ở trong
cái chậu của mình nó chực chờ lâu nay rồi, nó không có điều kiện phát triển, bắt đầu nó bùng lên giống như một cái đại dịch Covid đang chờ thì nó có một cái điều kiện lý tưởng là sẽ bùng lên, nên bây giờ mình phải dập tắt nó ngay từ bây giờ. Thì lúc đó cái cây mình nó sẽ yên ổn để nó phát triển trong suốt cái thời gian tiếp theo. Nếu như anh em nào tưới Tevigo á, mình sẽ để ý trên chai, nếu mình nhớ không lầm là người ta sẽ yêu cầu là mình tưới 2 lần một năm. Và các bạn muốn chắc ăn thì các bạn có thể tưới 2 lần một năm ha, thì đảm bảo cái cây mình nó ngừa bệnh tốt nhất. Rồi. Nhưng mà do những cái thuốc trị và ngừa tiến trùng á, nó có thành phần để nó giúp cho cái bộ rễ nó phát triển trở lại, nên nó sẽ có dạng như là kích thích sinh trưởng. Nhưng mà mình tưới ở cái giai đoạn cuối năm á, là bắt đầu cây mai của mình nó đang làm nụ, mà mình tưới cái thích sinh trưởng vô thì nó không có tốt cho cây ha. Nên là các bạn lưu ý, các bạn nếu mà tưới ở thời điểm cuối năm, các bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng là trong cái thuốc này nó có chất kích thích sinh trưởng hay không, để mà mình tưới vô nó không ảnh hưởng tới cái quá trình mà tạo nụ làm hoa của mình, để mà mình đạt được cái điều mà mình mong muốn là cuối năm mình có một cái cây mai đầy hoa ha. Mình quay lại cái cây hôm trước mà mình đã cắt tỉa ha, thì bây giờ nó cũng bắt đầu nó trổ đọt non rồi nè, nó ra tùm trở lại. Tháng này các bạn nếu mà cái cây của bạn chưa đều cành đều tàn, các bạn có thể tiếp tục cắt tỉa để kích thích nó ra những cái chồi non mới và nó đâm những cái chồi nhánh ha. Tức là cây này là ví dụ như nhánh này là nhánh chính thì nó sẽ đâm những cái nhánh phụ như vậy đó, và mình sẽ tiếp tục mình tỉa bớt những cái nhánh thừa. Ví dụ như ở đây hồi tháng rồi mình tỉa lại, tại sao mình chừa 3-4 nhánh luôn đó, là tại vì mình dự phòng lỡ có gió thổi mà nó gãy bớt một nhánh thì mình còn một nhánh ha. Và bây giờ khi mà cái nhánh mình nó cứng cáp rồi á, mình sẽ tỉa luôn những cái nhánh thừa đó để đảm bảo cho cây dồn sức dinh dưỡng, nó nuôi những cái nhánh mà mình mong muốn ha. Đó, rồi mình tỉa bớt hết. Giờ ở đây các bạn thấy nè, hai nhánh song song nè. Hôm trước mình vẫn để sơ cua một nhánh ha, bây giờ nhánh kia nó to rồi, thôi mình cắt luôn. Đó. Rồi. Ở đây bắt đầu mình tỉa bớt những cái nhánh thừa ha, cho cây nó thông thoáng và bắt đầu nó đâm ra những cái tược mới. Rồi các bạn có thấy sau khi mình tỉa ra thì cái cây nó cũng bắt đầu nó thông thoáng trở lại không? Và cái tàn của nó mình điều chỉnh cho nó tương đối nó đều lại. Xong rồi sau đó nó sẽ mọc ra những cái nhánh phụ ha. Tức là một cái nhánh này bắt đầu nó đâm ra những cái chèo, những cái chồi con, thì nó sẽ xum xê cái tàn mình ra hơn. Và từ những cái nhánh nhỏ đó, những cái nhánh non đó thì cuối năm nó mới ra hoa ha. Còn bây giờ những cái nhánh lớn này thì cuối năm hầu như những cái nhánh lớn bắt đầu nó, cái tuổi nó sẽ già lại và nó không đạt để nó ra hoa nữa. Nên các bạn để ý, bình thường mình xả tàn mình cắt và sau đó thì một năm sau cái cây của mình nó sẽ có nhiều hoa, nhưng mà hoa ở phía gần như là ở phía đầu cành, chứ còn ở phía ở trong thân và những cái cành cũ mà nuôi từ đầu năm thì nó sẽ có rất là ít hoa hoặc là không có hoa. Hoa nó sẽ ra ở trên những cái cành bánh tẻ và bắt đầu nó vừa già đi ha. Đó. Và cái nhánh này, cái nhánh dài các bạn đang thấy nè, thì tại sao mình không cắt? Mình nuôi cho nó mau to lên ha, nên là mình không có cắt lại. Cái nhánh này do là mình đang làm cái thế là nó thế dáng bay, nó hơi nghiêng qua bên kia, và cái nhánh đó thì nó lại đi xuống dưới ha. Những cái nhánh đi xuống thì nó rất là chậm phát triển, những cái nhánh như là nhánh ngọn nè, nó vươn lên thì nó sẽ phát triển nhanh. Ở đây cái ngọn mình vẫn chừa lại hai nhánh, tại vì nhánh này nó đang còn yếu. Có thể là nguy cơ là mình không để ý là gió nó mạnh quá nó thổi gãy ngã, hoặc là vô tình là mình đi quệt chúng nó gãy thôi. Tức là có thể là nhánh này thì nó tương đối là nó cứng cái nè đó, mình đã tỉa bớt thì gió nó cũng khó gãy lắm, nhưng mà nhiều khi là vô tình mình không biết được ha, nên mình sẽ để lại cho chắc ăn. Còn những cái nhánh nào mà mình to cảm thấy cứng cáp thì coi như là mình tỉa hết cho nó gọn gàng sạch sẽ ha. Còn về bón phân, các bạn, bón phân thì mình vẫn tiếp tục bón cái phân gà Dynamix ha, cái loại mà mình có giới thiệu cho các bạn 19.000 một ký, mình có bán lẻ là cho các bạn 19.000 một ký ha. Phân này là phân True Domain và ở trên mạng đang bán với giá khoảng là 30-35 ngàn, nhưng mà mình chia ra mình bán lẻ lại, mình mua bao lớn thì nên giá nó sẽ mềm hơn để cho các bạn dễ sử dụng. Rồi đó là về phân bón gốc. Còn về bón lá, tức là mình phun lên lá, mình sẽ sử dụng là đầu trâu 501 ha. Cái loại này mình thường khuyên các bạn sử dụng, tại vì sao? Tại vì ở trong đây nó có chất điều hòa sinh trưởng, tức là nó giúp cây kích thích cây phát triển bộ lá ha, bộ rễ, và nó phân nhánh phân cành nhiều hơn là so với cái những cái loại khác, những cái loại 30-10-10 ha. Thì cái này cũng là 30-15-10, nó cũng là cái loại
phân có hàm lượng đạm cao, giúp cho cây nó phát triển tốt ở trong cái giai đoạn đầu, giai đoạn sinh trưởng của cây. Ở tháng 4 này các bạn lưu ý một điều nữa là lượng mưa của nó sẽ nhiều hơn trong cái tháng 3 vừa rồi. Thì những tháng 3 vừa rồi thì có thể là nó chỉ là những cơn mưa đầu mùa, và tháng này thì tần suất mưa sẽ dày đặc hơn. Khi các bạn tưới, nhớ chú ý kiểm tra cái gốc, kiểm tra cái chậu. Nếu mà chậu ướt quá thì mình không nên tưới, hoặc là ướt quá và hôm sau vẫn không khô thì nên lấy cái đồ che cái chậu lại để tránh nước mưa nó vào. Và một số trường hợp là sao? Là trời mưa, các bạn ỷ y, các bạn nghĩ là trời mưa rồi mình không tưới. Đối với như cái cây này, cái tàn nó đang nghiêng về một bên, tức là mưa có thể rớt trực tiếp xuống cái mặt chậu này. Nhưng mà đối với những cái cây bình thường các bạn trồng dáng trực, dáng thông á, thì cái tàn nó che phủ mất cái chậu đi, thành ra vô tình cái tán lá của cái cây nó như một cái cây dù vậy. Nếu mà mưa mà nó chỉ là một cái cơn mưa rào qua với một cái thời gian ngắn, hoặc là mưa lâm râm, thì nó không thể nào thấm xuống mặt chậu. Và các bạn ỷ y, các bạn cứ nghĩ là trời mưa rồi tôi không cần tưới nữa. Có thể là trên mặt chậu nó ẩm ướt nhưng mà dưới chậu nó lại khô, làm cho cái cây nó yếu, nó bị khô rễ, nó không phát triển cái bộ lá của nó. Các bạn để ý buổi chiều á, nếu mà buổi chiều giờ này nè, giờ này của mình đang là 4 giờ 20 ha, thì cái lá nó sẽ thẳng lên lại, cái lá nó sẽ căng lên lại ha. Còn nếu mà giờ này mà cái lá nó rũ xuống, nếu mà lá non nè, nó gục đầu xuống, các bạn nhìn cảm giác như nó héo vậy đó. Cái đọt non này nè, cái đọt tươi non này nè, mà nó không có thẳng ra, giống như nó héo xuống, bị xìu á. Cái là các bạn nhớ là kiểm tra lại cái lượng nước, có thể mặt chậu nó ướt nhưng mà ở dưới nó lại khô. Nó ngược lại với cái tháng ở đầu năm ha. Tháng đầu năm thì nắng nhiều quá, thành ra cái mặt chậu khô mà dưới lại ướt. Vậy thì kiểm tra làm sao? Mình cũng đã chia sẻ các bạn ha, cái cây đo độ ẩm. Ở đây mình bán giá 120.000, mình bao ship cho các bạn toàn quốc ha. Cây này đo độ ẩm thì mình chỉ cần cắm xuống thôi, và mình chờ đợi cái cây nó đọc cái chỉ số chính xác. Cây đo độ ẩm này thì không sử dụng pin nha các bạn, nó hoạt động trên cơ chế là giống như là điện tích vậy các bạn. Nên gọi là mình chỉ cần cắm xuống và mình đợi thôi đó. Như đây cây của mình nó đang ở cái mức trung bình ha, ok để cái cây nó phát triển. Và bây giờ là buổi chiều thì mình có thể bổ sung thêm ít nước để cho ngày mai nó đủ để cái lượng nước trong cây trong một ngày. Nếu mà các bạn cắm xuống mà nó qua tới cái vạch màu xanh dương, tức là cái cây của mình đang bị ôi nước, bị dư nước, thì mình sẽ không tưới nữa ha. Còn nếu mà nó khô rồi, ở mặt trên nó ẩm ướt, cái cây này á, cái chiều dài á, nó khoảng hơn 10cm đây nè, thì khi mà mình cắm xuống á, mình kiểm tra được ở phía dưới, ví dụ như các bạn cắm hơi, tức là mình đang đo ở trên mặt chậu ha, đó, và các bạn cắm bắt đầu sâu xuống, thì nó sẽ đo xuống được ở phía dưới cái mặt chậu, thì mình có thể kiểm soát được cái chậu từng phần, là coi như là cái chậu mình lúc nào nước nó cũng đầy đủ ha, không dư cũng không thiếu, tạo điều kiện cho cái cây mình nó phát triển thích hợp, nhất nước nhì phân ha, các bạn nên nhớ điều đó. Rồi, vậy thì cái việc kiểm soát nước trong cái mùa mưa này rất là quan trọng, để mà đảm bảo cho cái cây nó phát triển liên tục, chứ không thôi là nhiều khi mình ỷ y mình cứ dòm trên mặt, mới mưa xong, đầu mới chiều đi làm về, tan sở làm về, dòm cây, ôi cây ướt nhẹp không tưới, ai về nãy mưa có ào qua con cái vừa ướt mặt chậu cái là nó ngừng, cái mình về mình không tưới, sáng hôm sau các bạn lại đi làm, buổi sáng đi ra sương xuống, trời lạnh lạnh sương nó xuống, các bạn vẫn thấy mặt chậu nó ẩm, nhưng mà khi tới trưa tới chiều thì cái chậu mình nó khô đi mất, vậy thì cái cây mình nó lại bị yếu đi ha, rễ nó khô đi và nó phải mất thời gian phục hồi lại thì nó lại không đạt. Tiếp theo là phun ngừa nấm bệnh. Thì hồi nãy mình đã tưới cái chị nấm rễ, chị tuyến trùng rễ, thì mình cũng phải phun để trị nấm thân, thân cây lá. Mình sẽ để ý, các bạn lưu ý là xem có bị nấm hồng không, có bị nấm mà dạng như nấm đồng tiền hay là những cái nấm trắng không, nó bám lên và mình phun để mình trị ha. Nó nấm nó sẽ ăn, nó hút cái nhựa của da cây, làm cho ảnh hưởng cây mình nó không phát triển được. Các bạn lưu ý cái điều đó. Rồi, về cái phân bón lá thì các bạn có điều kiện nhớ phun thêm phân vi lượng. Ở trong cái 501 này nó cũng bổ sung rất là nhiều vi lượng rồi,
Nhưng mà nếu mà có điều kiện mình nên phun thêm để bổ sung cho cây. Phân vi lượng nó giống như là cái vitamin của mình uống vậy các bạn. Tức là mình ăn uống, mình ăn đồ bổ, ăn quá trời luôn. Nhưng mà nhiều khi nó lại thiếu một vài cái vitamin quan trọng để cơ thể mình nó phát triển tốt nhất. Mình vẫn phát triển, vẫn tốt, nhưng mà chưa phải tốt nhất. Vậy là mình sẽ bổ sung vitamin cho cây bằng cách là phun vi lượng cho cây ha. Ừ. Rồi, ở mùa mưa này có một cái lưu ý gì nữa. Mùa mưa nó sẽ cung cấp một cái lượng đạm cao. Lượng đạm cao thì đọt non bung ra. Bung ra là con bọ trĩ nó lụm liền. Thành ra là nhớ phun bọ trĩ định kỳ 7 đến 10 ngày một lần để đảm bảo cây mình nó không bị bọ trĩ chích hút. Có một số anh em chia sẻ là cây mình nó đi đọt xong cái mình bón DAP vô để nó ngưng đọt lại, để mà nó mập cái nhánh lên, thì cái đó mình cũng chưa thử. Nếu anh em đã thử rồi và cảm thấy có hiệu quả, nó hay thì anh em có thể comment phía bên dưới để mà mình có thể tham khảo, có thể mình sẽ thử rồi mình chia sẻ lại cho anh em tiếp tục. Còn đối với mình, cái cách chăm của mình sẽ cho nó phát triển tự nhiên, một cái tự nhiên. Tức là mùa này đang là mùa phát triển của nó thì mình cho nó phát triển. Và cái nhánh nào mình muốn nuôi mình sẽ cắt hết những cái nhánh khác đi, nó sẽ tự nuôi cái nhánh đó lên thôi. Như cái nhánh này nè, các bạn thấy nè, mới hôm Tết giờ nó đâm ra là bắt đầu nó mập thù lù rồi nè. Đó, đâu có cần làm gì đâu. Các bạn thấy hôm trước nhánh này nó đâm lên ống tông teo nó có một cọng rồi, giờ nó to lên nè. Bây giờ mình mới bắt đầu bấm ngọn lại nè. Mình đâu có xạo làm gì. Đó, nhánh này còn tươi mơn mởn nè, các bạn thấy to không? Bắt đầu nó to lên nè. Nó to được nửa chiếc đũa nè. Đó. Thì khi mà cái cây mình nó phát triển và các bạn cắt đi những cái nhánh thừa, nó sẽ dồn sức nó nuôi lại những cái nhánh mà mình muốn nuôi, làm cho cái cây nó to hơn, nhanh chóng ra. Mình cũng không bón DAP cho nó đứng cái cây lại. Tại vì cái đó là cách của những anh nhà vườn chia sẻ. Còn mình chia sẻ cho các bạn là mình chia sẻ cái cách để mà anh em ở nhà có thể chăm sóc cây mai một cái cách dễ dàng nhất. Còn bón DAP vô, vậy thì các bạn có hỏi, các bạn có bao giờ hỏi là DAP thì bón một cây như vậy mình bón bao nhiêu gram không? Hay là mình bón bao nhiêu lần không? Và nếu mà bón vô cái cây mình nó tiếp tục đi đọt thì mình bón nữa hay là không bón? Và nếu mà nó ngưng đọt lại thì mình có bón đủ cái số lần như anh em đã chia sẻ hay không? Cái đó mình không kiểm soát được. Nó dựa trên kinh nghiệm rất là nhiều. Nó làm cho các bạn lúc đó là các bạn lúc túng, các bạn hoang mang và có thể các bạn lại phun phân thuốc tùm lum tà la hết. Nó làm cho cái cây của mình nó bị ảnh hưởng ha. Thì ở đây mình chăm sóc, mình cũng không phải gọi là cao nhân hay là cái gì hết, nên mình chăm sóc cho cái cây mình nó phát triển một cách tự nhiên nhất. Tức là mình sẽ hỗ trợ, hay là gọi là giống như là hỗ trợ ha, doping ha. Đó, nó là phân bón nhưng mà nó có chất điều hòa sinh trưởng để nó làm cho cây mình nó phát triển thôi. Còn gốc lúc nào mình cũng bón cái phân hữu cơ hết. Phân hữu cơ nó sẽ giúp cho cái cây mình là gọi là khi mà nó hấp thụ á là nó sẽ lựa, tôi cần gì tôi lấy vô đó. Còn những cái loại phân hóa học như những anh em khác chia sẻ, có thể là nó sẽ dạng như là thúc cây phát triển theo ý mình muốn. Nếu mà đó là những cái anh em gọi là nhà vườn cao tay rồi, họ làm lâu năm, họ làm kinh tế, thì có thể họ chia sẻ cách đó không sai nha các bạn. Mình không nói cách đó sai, nhưng mà đối với anh em đã không có kinh nghiệm, anh em chơi ở nhà, thì anh em nên bón phân hữu cơ cho mình. Nó sẽ giúp cho cái cây nó phát triển một cách tự nhiên nhất. Phân hữu cơ là tự nhiên và nó sẽ trả về cho tự nhiên. Nó làm cho cây mình nó phát triển bình thường. Có thể anh em bón phân hữu cơ phun năm 01 xong tới tháng 5, tháng 6 thấy nó đóng nụ. Anh em nói tại này chỉ bậy, nhưng không có đâu. Anh em cứ để vậy đi. Anh em bắt đầu nó đóng nụ rồi, anh em cứ để nó phát triển bình thường. Cứ bón phân hữu cơ nữa, không bón thêm phân bón lá, bón gì, kích nụ, kích nít gì hết. Nó đã ra nụ rồi thì không kích nụ nữa. Và bắt đầu bộ lá nó cứ vậy hoài. Đến khi nào các bạn xuống hết lá nó mới trổ nụ. Nó có thể trổ lai rai 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 nhưng mà không bao giờ nó trổ hết nụ nha. Nó chỉ trổ là cao lắm là mình nói là 30% cái lượng nụ thôi. Và một cái cây nếu mà các bạn chăm sóc tốt thì cái lượng nụ có thể là các bạn cuối năm các bạn phải lặt bỏ để đảm bảo cái sức khỏe của cây sau khi mình chơi Tết nữa. Chứ đừng nói là mình tiếc đi là mất vài nụ.
thì lúc đó là Tết mình cứ yên tâm là mình lặt lá là coi như là cây mình nó có nụ có hoa bình thường. Nếu các bạn bón phân hữu cơ mình dám cam đoan các bạn như vậy. Rồi thì cái video của mình hôm nay xin chia sẻ đến anh em chỉ có bao nhiêu đấy thôi. Nếu anh em nào quan tâm cái cây đo độ ẩm này thì có thể để lại comment ở phía bên dưới ha, hoặc là vô cái trang Shopee của mình có để cái link Shopee ở phía bên dưới. Anh em nào share cái video này giùm mình sẽ giảm 20.000 trên cái cây đo độ ẩm này, tức là 120 thì mình chỉ bán là 100.000 bao ship cho anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Tạm biệt anh em.